Bé lớn nhà tôi thì vừa mới học hết lớp 5 của trường Hồ Văn Huê. Thì tôi cũng đi tìm một cái trường cho cháu để mà tham gia cho cái cấp 2. Thì được biết thông qua một cái anh đồng nghiệp ở trong công ty, anh có đang có học, có con học ở trong trường Việt Úc, anh có giới thiệu. Thì cũng may mắn là trường Garden Hill cũng là một cái lúc năm ngoái là cái lúc cũng khai trương, cho nên là tôi cũng cho cháu tham gia. Cái điểm tiến bộ lớn nhất của bé là tiếng Anh. Thì trước đây thì cháu cũng học cái trường công, rồi sau đó cũng tham gia một số cái trung tâm Anh ngữ như là ILA. Nhưng mà sau khi mà tôi cho bé vào học trường Việt Úc thì sau một năm thì tôi thấy là cái tiếng Anh của bé rất là vượt trội. Và đặc biệt là cái chương trình học của mình á, ngoài cái tiếng Anh ra thì cái chương trình học theo chính quy á, nó cũng không quá áp lực. À, tôi cũng không có cần phải cho cháu đi học thêm, cho nên là nói ba cháu có nhiều thời gian hơn để mà phát triển những cái kỹ năng khác. Thời gian đầu á, thì cháu cũng không có quen lắm, nhưng mà sau đó thì mới đầu vô thì cháu cũng khá hơi bị chưa quen với cái tiếng Anh mà trong trường, tại vì có thể là nó hơi nhanh so với cháu. Nhưng mà sau một thời gian thì cháu cũng bắt kịp, và cái việc mà các giáo viên tiếng Anh, đặc biệt là giáo viên tiếng Anh á, thì rất là thân thiện và cũng giúp cháu là tự tin hơn, cho nên là cháu cũng quen dần. Rồi kỹ năng sống, thật ra cái kỹ năng mà phát triển, tức là bạn cháu phát triển rất là tốt cái kỹ năng mà giống như là mình tự tin và nói trước cái mọi người, với lại những cái môn thể thao như là môn cầu lông hoặc là môn bơi lội thì cháu cũng rất là thích ở trong trường. Mà cái điều đó thì tôi nghĩ là những cái trường công thì hiện tại vẫn chưa có trang bị được cái chuyện đó. Cái bé nhỏ thì tôi có đăng ký cho cháu học cái chương trình hè hồi năm ngoái trước khi mà cháu vô lớp 1. Thì cái chương trình hè thì cháu rất là thích, tại vì có thể là cái việc không có thi cử hoặc là không có kiểm tra, nhưng mà khi mà vô lớp 1 thì thời gian đầu thì đặc biệt là tại vì lớp 1 là cháu vừa phải làm quen với cái tiếng Việt mà vừa phải làm quen với tiếng Anh, cho nên là cháu cũng hơi căng thẳng một chút. Và tôi thì không có cho cháu đi học tiếng Việt trước đó, cho nên là một tháng đầu là cháu không có theo kịp các bé ở trong lớp. Cho nên sau đó thì tôi cũng có nói chuyện qua các giáo viên chủ nhiệm, thì tới ngày hôm nay thì cháu bắt đầu là đã làm quen, không có còn khóc nữa. Tôi nghĩ cái đó là cái sự tận tình của giáo viên cũng cũng khá là ổn. Tôi rất là muốn cháu đi tham gia trại hè, tại vì mọi người cũng biết là cái xã hội bây giờ thì nó là iPad, iPhone rất là nhiều. Nếu mà hè thì ba chắc các cháu chả biết cái gì ngoài cái việc là tối ngày ngồi trên cái iPhone hoặc là iPad hoặc là coi TV. Thì như vậy những cái sự phát triển về thể chất cũng giống như là cái kỹ năng của bác nó không có được tốt. Cái mục đích của tôi, và tôi nghĩ là cũng của rất là nhiều cái phụ huynh khi mà cho cháu tham gia vào những cái trường như là trường quốc tế của Việt Úc á, thì cái mục đích đầu tiên đó là cái tiếng Anh. Thì vì tại vì khi mà mình cho cháu học cái trường công rồi đi tham gia những cái trung tâm Anh ngữ khác thì thật ra cái chi phí nó cũng không có rẻ, nhưng mà cái sự tương tác về cái tiếng Anh nó không có thường xuyên liên tục. Ví dụ như cháu đi học những cái trường quốc tế thì trong 8 tiếng đồng hồ đó là cháu thường xuyên được nói tiếng Anh. Thì đó là cái mục đích đầu tiên, và tới ngày hôm nay thì tôi thấy khá là hài lòng. Cái điểm thứ hai á, là cái chương trình học của trường nó khá là thoải mái. Không thoải mái không có nghĩa là cháu được chơi nhiều, mà có nghĩa là nó không tạo quá nhiều cái áp lực như ở trường công về cái chẳng hạn như là thành tích hoặc là điểm số. Cho nên là cháu cũng cảm thấy thoải mái trong lớp, và cái sự đối xử của cháu, của mọi người ở trong trường nó cũng được tôn trọng hơn. Mình không có một cái sự phân biệt. Thì như vậy thì cháu sẽ cảm thấy thoải mái và tham gia, và cũng không có thấy là áp lực như là học ở trường công. Đó là cái điều hài lòng thứ hai. Và cái điểm thứ ba mà tôi nghĩ là nó cũng khá là nổi bật, đó là cái cơ sở vật chất của trường. Cơ sở vật chất của trường rất là tốt, từ cái phòng ốc cho đến đặc biệt là những cái phòng vệ sinh. Ngày xưa thì cho cháu học với trường công thì cái đó là gần như là cái nỗi ám ảnh của tôi, tại vì nó không có được sạch sẽ. Thì ở đây thì cái điểm đó là cái điểm mà các bé nó cũng cần cái sự chăm sóc đặc biệt tốt hơn. Thì cái đó tôi rất là hài lòng ở trường Việt Úc. Và tôi nghĩ về mặt giáo viên á, thì giáo viên Cambridge á, thì tôi rất là hài lòng. Các thầy cô rất là thân thiện, đặc biệt ví dụ như bây giờ con của tôi học lớp 1 ở Garden Hill á, là thầy Daniel, là thầy tôi biết là trưởng ban của cái Cambridge của cấp 1. Thầy không có dạy cháu nhưng mà thầy rất là thân thiện và luôn luôn tạo ra một cái sự gần gũi và chủ động nói chuyện với cháu để mà cháu cần phải thực hành cái tiếng Anh tốt hơn. Thì cái điểm mà của thầy giáo viên, các thầy cô giáo viên Cambridge hoặc là cái cô Mimi mà đang dạy cho con của tôi ấy, thì rất là hài lòng, rất là phải nói là rất là không những thân thiện mà tìm mọi cách để mà làm cho các cháu càng phải tự tin hơn.